Hello các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Acetone. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho mọi người cái khuyến mãi tuần thứ 21 của Acetone đó nhé. Để các bác có thể là săn sale cũng như là mua hàng với những cái sản phẩm mà Acetone hiện tại đang có. Thì với một số các sản phẩm như này thì sẽ có một số cái sản phẩm là clear stock, tức là cái số lượng nó chỉ còn 1-2 cái và sẽ để khuyến mãi cho anh em với mức giá rất là hấp dẫn. Mà ngoài thị trường thì em nghĩ là kể cả có anh em có tìm hiểu giá thoải mái cũng sẽ không mua được cái mức giá đấy. Đầu tiên thì hiện tại em đang còn sẵn là hai cái mũi khoan. Cái này còn sẵn duy nhất hai size là size 10 dài tổng thể là 400mm và size 10 dài tổng thể là 600mm. Cái này thì em để nhầm nữa các bác nhá, chứ còn size phi trong thực tế của nó là 10mm. Nó bị hơi bị gọi là bị dỉ tấm ở cái đầu mũi tí, nhưng mà các bác vệ sinh qua là ok luôn các nhá. Ok la luôn, không vấn đề gì cả. Chiều dài tổng thể là 400 và dạng mũi khoan cho ngành gỗ, mũi khoan dạng xoắn vỏ đỗ các nhá, xoắn vỏ đỗ. Ok chưa? Và nó có cái đầu định tâm ở cái phần đây. Phần đầu định tâm ở đây. Giá tổng thể cho cả một cặp này, duy nhất một cặp 400.000 cho cả cặp các nhá. Bác nào mà cần đặt cái cặp này thì có thể đặt luôn. Duy nhất một cặp thôi. Ok chưa? Đấy là cái sản phẩm clear stock đầu tiên. Còn thứ hai nữa là cái sản phẩm clear stock thứ hai cho mọi người luôn ở trong đây. Thì cái cây này hiện tại đang còn sẵn hai cái, một cái mới sẽ là một cái cũ. Cái cũ thì em đã sử dụng đây, còn cái mới đây. Hàng nguyên tem chưa dùng đâu anh nhá. Và vừa bán vừa cho vừa tặng luôn. Đây là cây Enora 189M, một cây cưa mà dạng có thể là gập góc 90 độ, rất là đa năng của nhà Enora anh nhá. Kèm theo một cái lưỡi mà của hãng luôn, 24TBM bimetan luôn, mạ phủ titan bên ngoài. Rồi là cái dòng này là tặng kèm cho mọi người một cái lưỡi cưa của Thụy Điển nữa, của ba cô, để anh em có thể so sánh giữa hai cái lưỡi cưa thì ông nào tốt hơn đó nhá. Và giá cả cặp đang tặng cho mọi người duy nhất một cặp 300.000 cho cả hai sản phẩm này nhá. Một mua cưa tặng lưỡi cưa Thụy Điển, mua cưa Eura ở Đức tặng lưỡi cưa của ba cô Thụy Điển, 300.000 cho cả cặp các nhá. Nếu mà bác nào mà cần thì có thể tham khảo luôn, duy nhất một cặp thôi. Giá đấy đố mọi người check ở đâu rẻ hơn được, bởi vì cái lưỡi cưa này đã ngoài thị trường đã 70.000 rồi. Còn cái này thì ngoài thị trường các bác có thể search xem có phải tầm 700.000 không. Giá đang thanh lý cả cặp 300.000, rẻ hơn gọi là bằng 1/3 giá ngoài thị trường đấy các nhá, bằng 1/3 giá ngoài thị trường đấy. Ok chưa? Tiếp theo nữa, cặp tiếp theo muốn gọi là clear stock cho mọi người. Sản phẩm tiếp theo muốn clear stock cho mọi người. Một em Felco này, cũng chỉ có duy nhất một cái này các bác nhá. Đây là cây là Felco 501 và sản xuất tại Thụy Sĩ các bác nhá, sản xuất tại Thụy Sĩ. Cây này thì made in Switzerland này, ok cho mọi người. Đây là có một con dao gấp đa năng và nó sẽ có một cái mở bia và một cái nhíp đi kèm. Ok mọi người. Nói chung là cái cây mở phổ thông đơn giản nhất rồi. 4 function, tức là nó có thể nó có 4 cái đấy, nhíp này, mở bia này, rồi là dao này, với cả một cái gì nữa thì em cũng không rõ lắm nữa. Ở bên trong này nó có, nói chung là nó gập góc như này. Và giá đang khuyến mãi 489.000. Cái này giá bình thường chắc phải lên tới cả triệu đấy. Có thể là search Felco 501 thì sẽ ra nhà phân phối tại Việt Nam là bên Minh Khang đấy. Có thể search xem bên đấy là giá đang là bao nhiêu tiền. Đây, khuyến mãi duy nhất lỗ vốn cho mọi người luôn, 489.000 các nhá. Ok chưa? Còn tiếp theo nữa thì là những sản phẩm khác. Những cái bộ mà tô vít, bộ mũi vít rất là đa năng của nhà ba cô, bác nào biết ở bên em rồi thì những cái bộ này đang khuyến mãi mọi người cũng mức giá rất là tốt, 590.000 cho một bộ. Bộ này thì hiện tại số lượng còn khá là ít, khoảng tầm là 60 bộ thôi, 60 bộ thôi các bác nhá, để các bác này là săn sale cái mức giá đấy. Và tất nhiên là để được cái mức giá đấy thì các bác thấy là hiện tại Hustle Stock Kho với số lượng nó lớn như nào, trước là 250 bộ, bây giờ còn 60 bộ nhá. Nên là nếu các bác nào muốn săn sale deal này giá tốt thì anh em có thể tham khảo luôn. Mũi vít ngắn, mũi vít dài, đầu chuyển đầu vít đầy đủ cả, size phổ thông, size đặc biệt đều có luôn, từ size phổ thông 2 cạnh 4 cạnh, rồi là size đặc biệt như hoa thị có lỗ, lục giác đều có, đầu chuyển sang đầu vít đều có. Bộ này nó kết hợp cả ngắn cả dài luôn này, anh em có thể sử dụng luôn, 590.000 một bộ các nhá. Ok chưa? Đấy, còn sản phẩm tiếp theo tương tự nữa để có thể kết hợp với bộ này thì đây nó sẽ là một cây tô vít lùn dạng tự động của Vessel. Đấy, cái này 185.000. Ok mọi người, giá ưu việt chưa? Vessel TD981R và sản xuất tại Nhật Bản các nhá, cái này sản xuất tại Nhật Bản. Và cái này là tự động như thế nào? Có thể thấy này, đảo chiều bánh răng cóc này, đảo chiều ngược lại, các bác vui lòng là ấn ngược lại như này giúp em. Và có thể là để trang đại định tâm ở giữa như này. Và mũi vít đi kèm cũng có sẵn là hai mũi đây rồi. Các anh nhìn thấy rõ này, hai mũi vít đi kèm này. Còn anh em có thể là kết hợp thêm tất cả những đầu mũi vít vào đây vào đều ok.
kết hợp cả đầu chuyển đây để có thể sử dụng cây tô vít tự động này. 185 và 590, bác cần lựa chọn sản phẩm hay là cần cả combo thì đều có thể tham khảo nhá. Đã cực kỳ ưu việt rồi. Ok chưa? Tiếp theo nữa nhỉ. Một cặp cảo, cảo chữ cảo kẹp nhanh dạng chữ S, hay còn gọi là cảo để anh em có thể kẹp gỗ một cách nhanh chóng, kẹp gỗ, kẹp phôi, vật liệu liên quan đến vật liệu mềm, đấy là cảo nhanh chóng. Tại sao là vật liệu mềm chứ không phải vật liệu cứng như là thép hay là những sản phẩm khác? Bởi vì là các bạn nhìn thấy, thứ nhất là cái thành phần cảo đây thì cái phần mà tay ngàm của nó này, cái phần ngàm khi mà ngàm di động và ngàm cứng của nó thì đều là cái phần nhựa, có nhá, là phần nhựa. Nó sẽ khác so với phần cảo thép. Cảo thép thì cái ngàm của nó sẽ là làm bằng thép cơ. Cảo thép hay cả cái vật liệu cứng nó làm bằng thép, còn cái này là cảo ví dụ như là gỗ này, hay nhựa này, bàn ghế hoặc là những cái mà vật liệu nó không quá là cứng chắc. Và khi mà anh em cảo lên thì cái bề mặt vật liệu nó không bị xước sát, không bị nún, bị mất móp méo gì đấy. Nên em có thể cảo những cái dòng này. Và các bạn thao tác thì rất là dễ dàng. Khi mà đẩy vào các bác có thể đẩy tay như này giúp em. Còn khi mà đẩy ra các bác vui lòng là phải như thế này, phải như này. Các bác sẽ phải ấn vào đây. Bởi vì là nó cái này nó giống như cả một cái van một chiều ấy. Ví dụ như nó chỉ có cho chiều chạy vào như này thôi. Còn chiều dưới ra bắt buộc là các bác phải là, nếu mà các bác đẩy ra ngược lại không bao giờ đẩy được. Các bác bắt buộc là các bác phải thao tác vào đây và ấn ngược lại ra thì bắt đầu nó mới đẩy ra dễ dàng được và nó nhẹ nhàng. Ok mọi người, thế nên tại sao gọi là cảo thấm nhanh thế? Các bác đẩy vào một phát là ok ngay luôn. Khi mà anh em phôi vật liệu phát là xong luôn. Và giá khuyến mãi trong cả cặp như này, chiều dài tổng thể của nó sẽ là chiều dài em đang nói là cái chiều phần kẹp phôi của nó tối đa là 150 mm, tức là gần một găng tay như này, có gần một găng tay như này 15 cm rồi. 390.000 cho cả cặp như này các bác nhá. 390.000. Ok chưa? Đó là cực kỳ là tốt để anh em có thể xem rồi. Tiếp theo nữa nhỉ. Giới thiệu cho mọi người là tiếp theo một cái sản phẩm nữa, Clear Stock đi, số lượng cũng còn khá là ít. Đây. Nói chung vừa bán vừa cho vừa tặng luôn anh em luôn. Anh em nào mà chưa có tô vít hai cạnh thì anh em có thể tham khảo. Đây là ba sản phẩm. Thì nhất là một con tô vít 4 ly dài tổng thể là 350 mm này. Tô vít 5 ly rưỡi dài tổng thể là 400 mm này. Và một cây tô vít 1000V của Nghĩa dài tổng thể là hơn 200 mm này. Và cái này sản xuất tại Đức, còn hai cái này sản xuất tại Spain. Và cái này là cách điện 1000V rồi. Và hai cái này sản xuất tại Spain. Và giá cả ba cây như này, 460.000. Đó, 460.000 cho cả ba cây. Đó, ok chưa? Tất cả là hàng lưu nhá, hàng mới nhá. Để anh em có thể trải nghiệm. Đó. Nào cần thì có thể tham khảo luôn. Đây là những cây tô vít của Baco rất là chứ danh, và những cây tô vít của Weha đấy nhá. Đấy là gần như là hết những cái sản phẩm Clear Stock. Đây, Clear Stock nữa đây này. Một bộ này. Đây là một bộ mà căn khe hở cho bác nào mà làm căn khe hở súp páp, súp viết các thứ ấy, thì anh em có thể sử dụng cái này. Nói chung là bác nào mà làm sửa chữa xe ấy, độ xe hay là sửa chữa xe hay là gọi là nâng trái piston hay là các thứ ấy, thì chắc chắn là sẽ cần. Cái này thì nó sẽ tổng thể nó gồm là mã hàng là 411000 nhá. Tổng thể nó sẽ gồm là 8 lá. Bước đo khe hở của nó sẽ là từ 0.03 đến 0.1 mm, 0.03 đến 0.1 mm các nhá. Đấy, size rất là bé rồi. 6.000 một bộ. Ok chưa? 6.000 một bộ. Ở Vongel thì chuyên làm về thước rồi các nhá. Tiếp nữa, sau này thì sẽ có cái con dao đọc giấy. Con này thì gọi là quá là khác biệt rồi. Và cái này là cái bản xịn sò nhất mà bằng nhựa hiện tại là hãng đang có, L-700RP. Cái R cuối cùng đấy đây là màu red, tức là màu đỏ. Cái phần cán nhựa nó sẽ là màu đỏ. Thân nó là bằng inox, nhựa là nhựa đúc và chống rơi vỡ và có thể nạp thay lưỡi tự động, tối đa được tối đa 6 lưỡi. 189.000 cho một cái, rẻ hơn cả hàng châu Âu luôn. Đấy, made in Osaka Nhật Bản luôn các nhá. Về nhà nhận hàng kiểm tra hàng giúp em và thay thử 6 lưỡi xem có thay được không các nhá. 189.000 cho một cái. Rất là rẻ thôi. Còn cái này nếu mà cần thì có thể là xem video chi tiết của bên em các nhá. Tiếp nữa này. Đây là một cái cần vặn cứng của Baco. Cái này mã hàng là 8167, cái này giá cũng rất là rẻ, 240.000. Đầu vuông là 1/2 inch các nhá, đầu vuông 1/2 inch, 8167, 240.000 để các bác là trải nghiệm. Nói chung cái này chủ yếu là để siết thôi, chứ còn bảo là tác dụng là làm gì, làm như nào thì các bác gắn cái đầu khẩu ở đây, các bác siết tháo mở ốc ra là dễ dàng thôi. Ok mọi người, không phải nói chi tiết dài dòng làm gì cả. Tiếp theo, kìm cắp chân linh kiện. Đây là một con kìm cắp chân linh kiện của nhà Fujia, 60S125, 240.000 các nhá. 60S125, 240.000. Sản xuất Nhật. Cái này thì chuyên cho bác nào mà làm điện tử này. Điện tử thì dùng cái này thì có thể tham khảo luôn. Q2 thì giá nó rẻ hơn nhưng mà Q2 đang hết rồi. Nhưng mà cái cây này thì sản xuất Nhật. Đấy, ok chưa mọi người? Made in Japan. 240.000. Giá thế là quá đặc biệt rồi. Những cây cắt linh kiện điện tử như này thì bao giờ nó cũng sẽ có thêm
cái lò xo mà nó ẩn ở bên trong mọi nhé, ẩn bên trong. Ok chưa các bác? Tiếp nữa một cặp cho anh em là cơ khí này, cặp cho anh em là cơ khí. Thứ nhất ở đây nó sẽ là một cái bộ mà lấy ốc gãy, lấy ốc gãy các nhá. Bộ lấy ốc gãy để anh em có thể sử dụng này. Và bộ này thì lấy ốc gãy là từ M3 đến M18, sản xuất ở Đức các bác nhá, sản xuất ở Đức. Ok chưa? Đấy, M3 đến M18. M3 đến M6, 6 đến 8, 8 đến 11, 11 đến 14 và 14 đến 18 là cái cây lớn nhất này. Từng 5 size khác nhau và mỗi một size thì nó có đều có thể là chỉ thị ở trên này rồi. Các nhìn thấy là size 1 2 3 4 5 này, 1 2 3 4 5 tương ứng với in theo từng cái mét luôn. Từ 1/8 đến 3/4 inch là nó đều có thể lấy được ốc gãy ở đây. Ok chưa? Đấy. Và kèm thêm cho mọi người là một con lấy dấu. Trước khi mà các bác lấy ốc gãy được ấy, thì các bác sẽ phải lấy một cái dấu để định tâm cái vị trí các bác muốn lấy, sau đó các bác khoan. Sau đó các bác mới dùng cái bộ như này. Đấy, thì đây là hai sản phẩm trên 3 sản phẩm rồi. Và giá một cái combo như này, một cái cây định tâm, một cái cây lấy dấu bằng búa tác dụng lực vào và một cái bộ này 680.000 cho cả cặp đấy nhá. Rất là rẻ để anh em có thể trải nghiệm. Ok chưa các bác? Đầu của cái định tâm thì chắc chắn nó sẽ làm các mua nó sẽ về độ bền nó sẽ cao hơn rồi. Tiếp nữa, con vít này cũng đang gọi là siêu sale cho anh em luôn. 235.000 cho một cặp. Ok chưa các bác? Đây là những cặp mà tôi vít đã bán rất là chạy tại Aston rồi. Xem một vài cặp cho anh em để anh em có thể trải nghiệm nhá. 235.000. Ok cho mọi người. Bao cách nhận từ đầu đến cuối và sản xuất 100% ở Nhật Bản. Made in Japan, đúc từ đằng mặt trước, mặt sau rồi là phần chữ dập bé tí đằng sau cuối cùng này các bác nhìn thấy sẽ rõ. Ok cho mọi người. 235.000. Còn nếu mà anh em có tô vít dài rồi, tô vít dài như này rồi, anh thiếu tô vít lùn, tham khảo luôn giúp em cặp này. 220.000 cho một cặp thôi. Đấy, các bác là trải nghiệm. Cặp này thì sản xuất tại Spain thôi nhá. Đây, 220.000 cho một cặp nhỏ. Anh em là cần thì có thể tham khảo luôn những cặp Tovit nha, giá cũng đang gọi là cực kỳ ưu việt. Còn ngoài ra nữa các bạn sửa chữa điện tử luôn đúng không, giới thiệu luôn tặng luôn 101 một cặp. Đấy, đây là những cặp Tovit điện tử siêu nhỏ rồi, cũng của Vestel thì chuyên chỉ ăn mới làm Tovit đó mà. Này các bạn thấy là Tovit của họ thì không còn gì phải chê nữa. Hai cạnh chỉ 2.5 ly này, bốn cạnh là PS 2.0, rất là bé để anh em có thể sửa chữa thao tác linh kiện điện tử, vặn máy siết ốc, máy tính, máy cái chi tiết linh kiện nhỏ có nhá, có thể sử dụng. Còn gì nữa không nhỉ? Đây có một cái dạng trượt chữ T này, cái trượt chữ T nó sẽ đắt hơn cái cây mà vặn cứng đâu nhá. Trượt chữ T này bao giờ nó sẽ đắt hơn rồi, bởi vì thứ nhất là nó làm được cái kết cấu nó sẽ bền vững hơn và cái khả năng lực siết nó sẽ lớn hơn, gọi là siết các góc. 600.000 cho một cái. Mã hàng là 8154-11. Bác cứ search ở đâu mà giá rẻ hơn giá bên em đang niêm yết thì em có thể tặng cho mọi người một cái. Ok chưa mọi người? Đây 8154-11 có nhá. Đấy, cái này là cây trượt chữ T 1/2 inch. Các bác có thể trượt như này. Đấy, trượt hết sang bên này. Đấy, các bác trượt đẩy hết sang ngược lại như này. Các bác yên tâm giúp em là nó không bao giờ đẩy ra được ngoài. Không bao giờ đẩy ra ngoài. Bởi vì là cái phần này nó sẽ có một cái viên bi cá ở bên trong này. Nó sẽ có cái viên bi cá bên trong. Đó, nên là các bác sẽ không bao giờ đẩy ra ngoài. Các bác có thể xoay góc tí theo ý muốn. Đầu vuông 1/2 inch thì các bác gắn khẩu là khẩu phổ thông nhất rồi. Có thể là ví dụ như xong cái này xong các bác phải là dùng chân các bác đạp lên để có thể là tháo ốc ra dễ dàng hay là vặn siết bằng tay cũng được. 600.000 cho một cái các bác nhá. Bác nào cần thì có thể tham khảo luôn. Ok chưa? Rồi. Và cuối cùng ngày hôm nay thì trong cái phần 1 trong cái phần này thì em sẽ giới thiệu cho mọi người là một cái bộ mà 3 mũi vít, bộ combo, bán combo luôn. Khỏi phải anh em mua lẻ từng size nó lắp nhắc ra. Đấy, bác nào mua combo thì giá sẽ là rẻ nhất các bác nhá. Mua combo giá sẽ là rẻ nhất. Ai một bộ combo 3 món như này. Cặp 65, cặp 110 và cặp 150mm, mũi vít loại 2 đầu cộng đầu trừ. 215.000 cho một bộ 3 cặp như này. Đấy, 215.000 cho một bộ 3 cặp như này. Đố các bác tìm đâu giá rẻ hơn như này luôn. Ok chưa? Cặp 65mm, cặp 110mm và cặp 150mm. Đây là 65 là chiều dài, 110 cũng là chiều dài, 150 cũng là chiều dài. Còn size đầu mũi vít thì anh em đều là đầu phổ thông rồi. Cộng 2 tức là đầu 4 cạnh, trừ 6 tức là đầu 2 cạnh, dẹp 6 ly đây này. Đây này. Đây chính là dẹt 6 ly 2 cạnh này. Ok chưa? 215.000 cho một bộ và 3 cặp như này. 65, 110, 150, độ cứng 62RC, sản xuất tại Nhật Bản nên là dùng rất là bền rồi. Bác nào cần thì có thể là chụp ảnh hoặc là có thể liên hệ một trong hai số hotline bên góc trái màn hình của Hasatun để bên em có thể hỗ trợ cho mọi người nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo, những video khuyến mại tuần tiếp tới để bên em có thể hỗ trợ cho bác. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá.